Đây là Lạc Trần, vốn là một tiên tôn của tiên giới, chỉ vì Thái Hoàng Kinh mà anh bị nữ đồ đệ mưu hại, sau khi chết anh được chuyển sinh về quá khứ năm 20 tuổi. Ở tập trước, Lạc Trần đã nhẹ nhàng đánh bay Phong Thiên Lôi, trưởng môn của Bát Cực môn và Trần Bá Kiêu, giờ cậu đang chuẩn bị tiếp đón một đại sư được Sở Tổng cùng Từ Vân Hạo cung kính như thần. Lạc Trần nhìn cái tên thích màu mè này, bất ngờ gọi một tiếng, chun chun chun, không ngờ từ trên đỉnh cột băng, tên đại sư kia lại lao xuống đập đầu xuống đất quỳ lại gọi hai tiếng chủ nhân. Thì ra đây là Trương Điện Sư, người mà bị Lạc Trần đánh cho sợ mất mật. Sở Tổng cùng Từ Vân Hạo cũng há hốc mồm, chẳng biết Lạc Trần còn thần thánh đến mức nào nữa. Mấy người bên Việt gia thì càng thêm tự hào, cười chê lũ người Sở Tổng khiến Từ Vân Hạo cay đến run cả người. Lạc Trần lúc sau thì đi đến bên Trương Điện Sư, bảo cậu ta hãy xử lý tất cả chỉ để lại tên Từ Vân Hạo, và những chuyện hôm nay là do Trương Điện Sư. Trương Điện Sư du như cầy sấy chỉ biết vâng lời. 3 ngày sau, tại khu phố Hải Đông, có hai người mặc quân y đến đây tìm Lạc Trần, họ không thấy nên vẫn phải ở đây thêm 3 ngày nữa để tìm. Lúc này thì mới thấy Lạc Trần đi qua, liền dẫn cậu tới bến cảng để đưa cậu tới trụ sở của Huyết Sát. Trụ sở của Huyết Sát lập tại Đông Diệu Đảo, một cái đảo cách biệt với đất liền. Thanh niên tóc xanh đi đằng sau nhìn Lạc Trần với ánh mắt khinh thường. Thanh niên này tên là Quân Đào, cùng Huyết Sát đều là đặc chủng vũ trang đội hiện do giáo quân Lâm Hóa Long dẫn đầu, mà nói đến Lâm Hóa Long cũng là một quản giáo giống như Lạc Trần. Chuyển cảnh tới Đông Diệu Đảo trụ sở huấn luyện, đây là 4 người thuộc tổ đội Huyết Sát, cũng biết mình sắp có quản giáo mới nên đứng đây để chờ, nhưng muốn thử thách cho Lạc Trần nên họ đã sử dụng hết vận thâu thuyền, để cho Lạc Trần không có thuyền mà đến, cũng muốn thử bản lĩnh của Lạc Trần đến đâu. Ở phía bên kia, vì không có thuyền mà bây giờ còn sóng to gió lớn, có mỗi một cái cano, Quản Đao cùng thanh niên tóc nâu hơi sợ, không dám đưa Lạc Trần đến Đông Diệu Đảo. Lạc Trần một bên thấy thế nên cũng chẳng cần, đột nhiên nhảy lên tạo ra một con voi bằng nước bay trên không đi thẳng tới Đông Diệu Đảo. Hai người kia đứng một bên há hốc mồm, không tin bị huấn luyện viên mới này lại tài ba đến vậy. Trở lại Đông Diệu Đảo, nhóm người Huyết Sát cứ tưởng là bị huấn luyện viên mới của mình đã nản lòng mà không dám đến đây, ai ngờ một giây sau cả nhóm người phải giật mình. Lạc Trần trên một con voi nước nhẹ nhàng lướt xuống, đứng trên một tảng đá như thánh thần giáng thế, cậu ta giới thiệu vài lời cho nhóm người Huyết Sát biết. Vừa mới gặp nhau Lạc Trần đã muốn thử xem thực lực của đội Huyết Sát này như thế nào, tuy có hơi đắn đo, nhưng 4 người họ cũng không tin Lạc Trần có thể cân tất. Hừng hực khí thế để giao lưu, Lạc Trần bước xuống, lần này cậu sẽ chấp họ mà chỉ chơi một tay và đứng yên một chỗ. 4 người Huyết Sát lao đến, anh to con nhất trong làn suốt chiều trước, đấm một cú thật mạnh vào Lạc Trần, nhưng Lạc Trần chỉ dùng một ngón tay để đỡ lại và đẩy anh ta ra. Nhân lúc đó 3 người còn lại từ 3 hướng phối hợp tấn công Lạc Trần. Lạc Trần nhìn qua có vẻ đội hình này rất có trật tự, phối hợp cũng khá ăn ý, nhưng vẫn quá yếu. Lạc Trần chỉ nhẹ nhàng vỗ cho 3 người cùng nhau ngã ra. Thanh niên đội trưởng trong đám lần này cũng đã phục, không dám ho he gì nữa. Lạc Trần sau đó cũng không kiếm chuyện, chỉ để họ về phòng ngủ. Ngày hôm sau, trên một con tàu lớn chở hàng, Từ Vân Hạo đang ở trên thuyền. Hắn ta cũng đăng ký để được gia nhập vào Huyết Sát. Mục đích thực sự của hắn khi gia nhập Huyết Sát là để báo thù Lạc Trần. Một lúc sau cũng đã đến nơi, mấy người đứng ngoài để được đăng ký chấp thuận vào Huyết Sát. Lạc Trần cùng 4 người trong đội Huyết Sát ở trong. Khi Từ Vân Hạo vào thì đều cảm nhận được áp lực ở đây, nhưng sau khi đến nhìn huấn luyện viên thì hắn ta lại được một phen hú hồn. Vì huấn luyện viên lại là Lạc Trần, Lạc Trần không nói gì, chỉ nhìn đám người đứng thành hàng này, chọn ra một cậu thanh niên tóc đen nhìn có vẻ yếu nhất. Từ Vân Hạo một bên cũng đã tức điên, hết thẳng vào mặt Lạc Trần cay cú vì mình không là người được chọn. Lạc Trần 5 lần 7 lượt tha cho tên này, nhưng hắn còn không biết điều nên lần này cậu thẳng tay xử lý. Lạc Trần dùng ý niệm bẻ gãy hết người của Từ Vân Hạo. Từ Vân Hạo không hề chết, cứ mỗi 7 ngày phải hưởng thụ những cơn đau do trật khớp cơ, xương và các cơ quan nội tạng, mà linh lực trong não Từ Vân Hạo sẽ giúp hắn luôn tỉnh táo. Xong thì Lạc Trần kêu đội trưởng của Huyết Sát, Huyết Hổ, đem Từ Vân Hạo cất vào một cái lọ nuôi dưỡng thật tốt. Những ngày sau đó, Huyết Hổ đang ngồi đọc một cuốn tạp chí rất nóng bỏng thì bị Tuyết Di, con gái của tư lệnh lực chịu lượng vũ trang số 2 gọi. Cô ấy rất tức giận vì đội Huyết Sát được Lạc Trần huấn luyện theo kiểu cứ ăn chơi đi không sao hết. Lạc Trần hiện tại thì vẫn đang ở phòng huấn luyện viên, nghiên cứu về những báo cáo bí ẩn ở núi Côn Lôn, loại thuốc mà tiêm vào đám người Huyết Sát. Nguyên lai là một chất lỏng thần bí được lấy từ Côn Lôn, trải qua nhiều lần pha loãng tạo ra, chỉ một xíu như vậy liền có thể khiến thân thể người bình thường sản sinh ra thay đổi lớn. Lạc Trần nghĩ Côn Lôn cùng tiên giới rất có thể tồn tại mối quan hệ nào đó, còn đang suy nghĩ thì bất ngờ Tuyết Di đẩy cửa vào, chỉ trích lối huấn luyện của Lạc Trần. Đội Huyền Sát ở đằng sau thấy Tuyết Di dám mắng mỏ Trần thì vội vã giải hòa cho đôi bên, nhưng Tuyết Di không hề chịu, đang định quay lại dằn mặt Lạc Trần một lần nữa thì bất ngờ từ đâu một tờ giấy phi ngang qua mặt Tuyết Di. Lần này Tuyết Di đã không dám ho he gì nữa cả. Lạc Trần xong chuyện thì cũng kêu Huyết Hổ gọi thanh niên mới gia nhập tới. Đến đây, thanh niên này tên là Tử Thanh, nhìn qua có vẻ khá yếu ớt. Lúc này Lạc Trần mới lên tiếng, cậu đề nghị trong thời gian nửa tháng sẽ huấn luyện Tử Thanh theo cách của cậu, và cũng trong nửa tháng đó Huyết Sát sẽ huấn luyện theo cách của họ. Lạc Trần cam đoan nửa tháng sau Tử Thanh sẽ ăn đứt tất cả mọi người trong đội Huyết Sát. Dù có hơi bất ngờ, nhưng Lạc Trần có vẻ khá chắc chắn vỗ vai Tử Thanh khẳng định với đội Huyết Sát. Xong việc thì cậu cho đội Huyết Sát ra ngoài, một mình thảo luận với Tử Thanh. Lạc Trần nhìn qua Tử Thanh, tuy cậu thanh niên này khá yếu đuối, đó là ở môi trường địa cầu, nhưng nếu đặt ở tiên giới đó chính là chí bảo khó gặp, bách chiến trường sinh thể, người có được thể chất này, phạm là người có thể bước vào con đường tu hành, chắc chắn trở thành cự kích uy chấn một phương. Lạc Trần bây giờ mới nhớ lại, ngày trước để tranh đoạt một cái thể chất Thái Huyền thần thể, còn kém hơn so với bách chiến trường sinh thể một chút. Tất cả thế lực lớn thiếu chút nữa đem toàn bộ tiên giới đánh nhau đến long trời lở đất. Nếu như Vệ Tử Thanh được sinh ra ở đó, chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành top 1 server. Tử Thanh sau khi thấy niềm tin của Lạc Trần đạt vào mình, cũng hừng hực khí thế sẵn sàng cho khóa huấn luyện, nhưng Lạc Trần không hề làm gì cậu, mà chỉ cho cậu đi nghỉ mát ngồi chơi một chỗ. Ngày hôm sau, đội Huyết Sát bắt đầu vào cách huấn luyện của mình, họ chạy đến mệt bở hơi tai, còn Vệ Tử Thanh và Lạc Trần thì chỉ nằm chơi một chỗ. Thanh niên tóc vàng trong đội Huyết Sát thì không hiểu chuyện gì, mấy người khác cũng ngán ngẩm với cách huấn luyện của Lạc Trần. Mấy ngày sau, Tô Lăng Chú cùng với một vị trung đoàn kinh kỳ, Võ Trang Dương và một võ sư tên là Vương Trác. Hôm nay họ đến đây là để kiểm tra tiến độ huấn luyện của Lạc Trần. Tuyết Di thấy có người đến kiểm tra và đã hết nửa tháng, Tử Thanh hôm nay sẽ phải đấu với của đội Huyết Sát, mà Tự Vệ Thanh chưa hề được tiêm thuốc thần thánh từ Côn Lôn. Mọi người đều đang nghi ngờ khả năng huấn luyện của Lạc Trần, nếu lần này cậu thua có lẽ sẽ phải cuốn gói rời khỏi nơi này. Sau một lúc giới thiệu mọi người, Lạc Trần cũng kêu mọi người tập hợp, bắt đầu kiểm tra thực lực sau một tháng tự huấn luyện. Võ Trang Dương một bên vẫn cười nhạo Lạc Trần, không tin một thằng cha chưa tiêm thuốc thánh mà được đội Huyết Sát. Lạc Trần thì không hề quan tâm, chuẩn bị tinh thần vững vàng cho Vệ Tử Thanh. Lạc Trần huấn luyện Vệ Tử Thanh hiện tại đã gần như nhập đạo, cách chiến sinh thể của cậu ta rất phù hợp với tu hành pháp môn đứng đầu tiên giới. Nếu lần này cậu thua có lẽ sẽ bị Lạc Trần một chưởng cho về với các cụ luôn. Vệ Tử Thanh bước lên phía trước. Đối thủ lần này của cậu là thanh niên tóc vàng trong đội Huyết, có biệt danh là Ác Quỷ. Thanh niên tóc vàng này được xưng là nhanh nhất Huyết Sát, ra tay đều thường là một kích chí mạng, ngay lập tức giải quyết trận đấu, và đúng là như vậy. Trận đấu vừa mới bắt đầu thì Ác Quỷ đã như tên lửa lao đến chỗ Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh nuốt một miếng nước bọt, nhớ lại những gì Lạc Trần đã dạy mình vào đêm hôm trước. Một buổi đêm vào nửa tháng trước, Lạc Trần ngồi nói chuyện với Vệ Tử Thanh, cậu ta thay đổi suy nghĩ cảm quan trong đầu của Vệ Tử Thanh. Đầu tiên là giúp Vệ Tử Thanh tin vào truyền thuyết và pháp thuật, rồi dạy cho cậu bài học đầu tiên, chính là chiêu cậu áp dụng khi Ác Quỷ lao đến. Linh lực cảm chi, khi Vệ Tử Thanh dùng linh lực cảm chi vận chuyển khí tức, thì mọi chuyển động gần như chậm lại. Đây chính là thời gian định trụ đóng băng thời gian. Khi mà cậu vừa dùng chiêu này thì đã thấy Lạc Trần cười tươi nhìn mình khác hẳn với những người khác. Giờ thì Vệ Tử Thanh đã hiểu được con mắt của Lạc Trần mỗi khi chiến đấu nó sẽ như thế nào. Trở lại với góc nhìn của Ác Quỷ, thanh niên này khi vừa lao đến đã bị Vệ Tử Thanh đấm cho một cú lộn nhào ra ngoài. Huyết Hổ thấy vậy cũng tuyên bố Ác Quỷ thua cuộc. Ác Quỷ chưa hiểu chuyện gì, nhìn xuống gáy mình thì đã thấy hai vệt màu xanh biểu hiện cho mình đã thua. Lần này người lên tiếp chiêu là Huyết Hổ, anh ta cùng với Ác Quỷ có thực lực gần như bằng nhau. Hí thủ được mệnh danh là đệ nhất vũ lực phòng thủ của Huyết Sát, nên lần này Vệ Tử Thanh sẽ phải rất cẩn thận. Vừa nghĩ xong thì Huyết Hổ đã lao đến, liên tục đánh về phía Vệ Tử Thanh. Điều này làm cho Vệ Tử Thanh khó có thể vận chuyển khí tức. Huyết Hổ vẫn tiếp tục lao đến, một chưởng đấm thẳng vào người Vệ Tử Thanh. Ai ngờ cậu ta lại né được, rồi như the flash xuất hiện ngay trước mặt Huyết Thủ, đấm cho anh ta một phát lùi lại đằng sau hậu cả máu. Tô Lăng Chú một bên thấy vậy thì rất bất ngờ. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.